Đó, bữa nay là chay đi học múa nữa cô chú nha. Bữa nay là có vớ đồng màu rồi nha cô chú nha. Cái đôi giày múa ballet trong rồi để trong mất tiêu rồi. Nhưng mà cô chú ơi, cái áo của chay đang mặc không có bị ngược nha cô chú. Áo đó là đúng luôn đó, đằng sau nó phải khoét sâu hơn đó. Hôm bữa Ngọc làm video có cô kia vô ghi là áo chay ngược và không có ngược. Làm gì vậy? Thức ơi, nó đụng ta, nó đụng cô giáo và chọc kìa, có được không? Nào học bài khác, nào học bài khác. Stress đó, giống như là stretch. Cho nó giãn cơ gân cốt đó. Chụp mà làm gì? Trời ơi, bữa nay học mới cô chú ơi. Này học mới rồi. Giữ chưa? Ui trời, giữ. Mới ngủ dậy cách đây nửa tiếng đồng hồ nữa rồi, dữ không, không bao giờ được đứng ngay cho cái miếng nó dùng cho Ngọc đấy, y nó y chang Ngọc luôn chứ không khác gì đó. Bởi vì Ngọc nhìn Ngọc thấy Ngọc cười giống như phiên bản nhỏ của Ngọc vậy đó, không bao giờ mà làm theo cái mà người ta làm hết đó. Dù hồi đó đi học á, hồi đó đi học là Ngọc cũng y chang vậy đó. Thì nhìn nó giờ nhìn nó y như là mình thấy cái phiên bản cũ, cái phiên bản cũ của mình. Mình nhìn mình mắc cười giống gì vậy. Trời đất. Em đang đứng cái nhả xuống nè. Em giờ ra giữa sân đứng luôn rồi. Bữa nay là hả, mặc đồ màu xanh nên cô cho cái đấm đó màu xanh đứng đó. Gì mà giỡn là nó lẹ lắm. Nuốt đi học mà giỡn quá không học hành gì được. À này, học cái mới có lý nè, mới vui hơn nè. Bữa khi vô học cái cũ mà con cái cũ không học có 2-3 tháng nha, 3-4 tháng luôn. Trời chị trời. Mấy bạn này bữa nay rối, mấy bạn này là bữa nay là khóc lóc rồi rối bời. Bởi vì dạy mà dạy cho ai chứ dạy cho mấy đứa nít mệt lắm. Dạy cho người lớn còn khỏe chứ dạy cho mấy đứa nít mệt. Làm cô giáo mà cô giáo mầm non là hả, phải hả? Ui trời, kiên trì dữ lắm á. Đó. Chơi giới hợp vậy nữa, đang nhìn là đỡ bùi đời trẻ lớn vậy nữa. Hả? Đứng khoái đứng thế lớp trưởng, chọc lớp trưởng. Thôi. Chào bữa nay đi, cả thân dữ ha. Chồm, không múa luôn. Này, cái bé này đang sợ sợ không dám, không muốn du học nè. Chị nó chỉ nhỏ con nhất lớp luôn, ba mẹ chị cũng bự con lắm mà sao chị nhỏ con giống hết. Trời, tính ra chị nhỏ con hơn chị luôn á. Hay là tại vì nó nhỏ tuổi ta. Thấy hình như chắc cũng 2-3 tuổi rồi đó. Tại vì cái lớp này là phải 3 tuổi trở lên mới được học. Nên là hả, chị là nay tháng mấy ta, nay là được 3 tuổi với lại tháng 11, 12, 1, 2, 3 tuổi 3 tháng rồi. Nó có đứng chào không mà nó cũng nhảy nè. Chào mà cũng nhảy là sao? Sao con nhìn? nhìn mất kìa. Được không? Đứng trước lớp trưởng thì không thể nào chọc dọc lớp trưởng quýnh cho một cái à. Chị là chị, hôm nay chị mình nguyên một bộ đồ sánh lè luôn á. Ấn chờ. Dẻo lắm á, dẻo lắm. Trời, im lặng lớp trưởng, chịu im lặng. Liếc lớp trưởng.
trời ơi, trời 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 trời. Chỗ kia im lặng nha. Lắp chân kiếm chuyện, lắp chân kiếm chuyện. Chỗ kiếm chuyện, chỗ kiếm chuyện. Ngon, còn cả tầng, nữa là ra không? Lớp trưởng nữa nè, cái kế bên lớp trưởng chọc lớp trưởng nữa nè, đó lớp trưởng di chuyển này, rồi chọc tiếp nè, đó. Trời ơi, con nó này đi học mua ballet, tôi tưởng đi học nhạc rock chứ. Trời trời ơi, sao khóa chọc ghê luôn á. Gì vậy, làm gì hồi hộp vậy? Trời ơi, vậy thôi nè. Trời ơi. Trời ơi. Nó không ai bắt nó té, nó làm nó tự té chứ không ai bắt á. Nhìn đi. Trời, dữ dờ, dữ dờ. Chạy nhảy nhảy gì cho nó vận động cơ thể nó. Chứ ở nhà đâu có chỗ đâu chạy đi. Trời, làm gì vậy? Vô chỗ mấy chị chắc là nhân vô chỗ ngồi là lớp trưởng, là lớp trưởng là mấy cô, làm được là mấy cô mà. Im lặng, là lớp trưởng là mấy cô đâu mà nó cô cũng bó tay không giải quyết được gì hết.
khớp luôn rồi, y như say rượu vậy đó, đó là y như say rượu. Nó thấy cô giáo nó quạt 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 là mấy đứa nhỏ nó cũng lại nó quạt 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 mấy đứa đó luôn, được đời không? Này cái mấy chữ múa này dễ thương nè, chữ giờ u sàn dữ 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 giờ hấp hấp luôn rồi. Rồi chọc nữa, đi chọc nữa đó. Bà cô giáo kêu chay, đứng lại vòng tròn. Phải chứ, gọi A Trì mà cho đi học. Mấy nay Ngọc kêu mẹ của A Trì cho đi học, mà chắc mày mẹ cho mày A Trì phải đi làm nhiều quá, không có cho đi học mấy cái này được. Tội A Trì chứ, ăn nữa. Một là ba, hai là mẹ, bốn thì là đi nhà trẻ thôi chứ còn không có đi được lên mấy lớp này. Hình như mà thứ bảy á, thứ bảy cũng có mở mà chắc mẹ nó không có cho nó học được làm sao. Rồi rồi, kiếm chuyện nữa đồng bánh lộn nè. Hai đứa chuẩn bị bánh lộn hay gì nè. Rồi, lớp trưởng đi vô khác rồi. Lớp trưởng đi vô khác rồi, không ngồi với con này nữa đâu. Ngọc hồi xưa mà đi học á hả, lớp trưởng cũng bực Ngọc lắm. Chị đang ở đâu á? Con nói con đi, đang đi ăn với mẹ con. Hôm nay đi, con đang đi ăn phải không? Lâu lắm rồi mới được đi ăn nhà hàng phải không? Có mặt kìa. Lâu lắm rồi mới được đi ăn nhà hàng phải không? Ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng đi. Giờ con ngồi cái ghế nhỏ không? Lấy ghế nhỏ cho chay ngồi nha. Lấy ghế của em bé cho chay ngồi nha. Sao vậy? Con nói con lớn rồi hả? Nghĩ sao?